Chào mọi người, hôm nay mình giới thiệu đến một gọi là một tác phẩm nhỏ nhỏ, cũng là hàng dỗm thôi. Này là loa ạc tây hết, sức này là làm theo cái mẫu Swing Vega. Mình đang dùng là sức 50 côn 125 từ Neo Neo Bi. Rồi mặt ạc tây thì đây, thấy thì nó khá đầu đẩy xíu thôi chứ cái gì đâu. Đó, đó là mặt ạc tây nhé. Đây cũng mặt ạc tây luôn nhé. Lôi mình là không dùng đầu đẩy, mình còn không dùng đầu đẩy, dùng mặt ạc tây thôi. Bao nhiêu sò, bao nhiêu watt thì nói chung là mặt dỗm dỗm thì nó cỡ từ 500 W, hơn hơn xíu thôi. Bây giờ mình sẽ mở nhạc thử cho mọi người nghe cái lực đánh nó như thế nào ha. Chạy cho sắp đây nha. Loa là được đặt trong này, kính một đầu á, đít loa luôn được kính, mặt loa ốp xuống phía bên dưới, giống như kiểu súp vi tính á, cái dòng súp hầm của vi tính. Đây chờ mình cho nhạc hay lại á. Full này cũng là từ Neo luôn, loa 40 côn 75 từ Neo Bi, càng 450 từ Neo Bi luôn. Mở lại một lần nữa, viết nhạc về phóng viên không. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khi dùng cái loa này nhớ là đảo pha nha, tại vì nhiều dòng loa sub khác cái hầm hơi nó ra là dùng từ cái đít loa ra, còn thằng này là từ cái mặt trước của loa nó ra nên phải đảo pha lại, không tiếp xúc nghe nó khó chịu lắm. Rồi nói chung cũng có chị để nói như thế. Còn bên cạnh đây là con số 40 dùng củ loa Orion ha. Orion này là lấy hai tầng dây nó mạnh lắm, mạnh hơn con 50 nè. Cảm ơn mọi người theo dõi.